đồng đội ơi tôi nhớ những ngôi đường đã đi, những nẻo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Đồng đội ơi tôi nhớ cánh rừng nào bom rơi, thân cây nào chùi lá tạc dáng lên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ biết tìm đâu ra người, ai lẫn cùng cát bụi quân bóng nào xa xôi. Đồng đội ơi tôi nhớ chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi. Đồng đội ơi tôi nhớ những lối đường đã đi, những nẻo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Đồng đội ơi tôi nhớ cánh rừng nào bom rơi, thân cây nào chùi lá tạc dáng lên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ biết tìm đâu ra người, ai lẫn cùng cát bụi quân bóng nào xa xôi. Đồng đội ơi tôi nhớ chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi. Đồng đội ơi tôi nhớ những lối đường đã đi, những nẻo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Đồng đội ơi tôi nhớ cánh rừng nào bom rơi, thân cây nào chùi lá tạc dáng lên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ biết tìm đâu ra người, ai lẫn cùng cát bụi quân bóng nào xa xôi. Đồng đội ơi tôi nhớ chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi. Đồng đội ơi tôi nhớ biết tìm đâu ra người, ai lẫn cùng cát bụi quân bóng nào xa xôi. Đồng đội ơi tôi nhớ chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi. Lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quang Vinh. Xin chúc các diễn viên đồng thời là giảng viên, học viên, cán bộ, công nhân viên và sĩ quan chiến sĩ của Bệnh Quân Sư luôn nỗ lực thi đua, dạy tốt, học tốt, công tác tốt để trí tuệ họ trở thành hùng quân tỏa sáng trong mọi cơ hội học tập công tác của mình. Kính thưa các đồng chí, nguyên thủ trưởng Bộ Tham mưu, thủ trưởng nguyên thủ trưởng Bộ Tham mưu tổng cục Quân Cảnh Thế Kỷ, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại biểu viên, thực hiện quy chế hoạt động của nguyên thủ trưởng Quốc phòng, nguyên thủ trưởng tổng cục kỹ thuật, đề nghị hội nghị đây đã trao ơn. Xin trân trọng giới thiệu Trung tướng Lê Quý Đạt, nguyên thủ trưởng tổng cục kỹ thuật, đề nghị hội nghị đây đã trao ơn. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Hoàng Hạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Xin trân trọng giới thiệu Trung tướng Nguyễn Thành Đầu, Nguyên Thủ ủy Tổng cục Kỹ thuật. Xin trân trọng giới thiệu Trung tướng Hà Minh Thám, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Thủ ủy Tổng cục Kỹ thuật. Xin trân trọng giới thiệu Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Nguyên Thứ ủy Tổng cục Kỹ thuật. Thuật, nguyên trưởng ban liên lạc, đầu tiên của Đảng bộ Tổng tham mưu. Chủ nhiệm Phan Thái năm nay đã 95 tuổi. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Thiếu tướng Nguyễn Công Bắc, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Thiếu tướng Vũ Xuân Bình, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Trung tướng Hoàng Nhật Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Kỹ thuật. Thiếu tướng Trịnh Đình Tư, nguyên phó chủ nhiệm Kỹ thuật. Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Kỹ thuật. Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, nguyên phó chủ nhiệm Kỹ thuật. Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, cục trưởng. Anh Phong trước khi làm cục trưởng có thời gian rất dài là tham mưu phó Kỹ thuật. Xin trân trọng giới thiệu Đại tá Mai Quang Huy, Phó Giám đốc Học viện Quân sự Bộ Quốc phòng đến hội nghị gây nhân chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu Đại tá Nguyễn Quang Anh, Phó Tham mưu trưởng Bí thư Đảng ủy Tham mưu, Đại tá Đinh Phương Phương, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật. Đến sự buổi gặp mặt hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có đại biểu các cơ quan trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra Quốc phòng, Phòng điều tra hình sự, Phòng khoa học quân sự, Phòng tài chính, Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, đại biểu các phòng ban cơ quan và các đơn vị của Bộ Tham mưu, Phòng chính trị, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng tư vấn nhà trường, Phòng quản lý nghiệp sửa chữa, Phòng an toàn bảo hộ lao động, Phòng vật tư, Phòng quân lực, Phòng tác chiến, Ban bản đồ, Ban cứu hộ cứu nạn của Phòng tác chiến, Phòng kỹ thuật, Phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Phòng thông tin, Phòng cơ yếu, Phòng hành chính, Ban pháp chế, Ban tài chính, Ban công nghệ thông tin, các đơn vị Trung tâm huấn luyện 334, Đoàn tiếp nhận và cung ứng 15, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn quân đội, tiểu đoàn 18, đội xe công an tổng cục, đề nghị hội nghị ghi nhận chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các đồng chí trưởng ban và đại diện các ban liên lạc của đồng đội, cơ quan chính trị, tổng cục kỹ thuật, văn phòng, cục hậu cần, cục vũ khí, cục xe máy, cục kỹ thuật phim chụp, đề nghị hội nghị ghi nhận chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu các quan chức năng của viện kỹ thuật quân sự, văn phòng, phòng chính trị, ban tuyên huấn, phòng chính trị, phòng hậu cần kỹ thuật, khoa chỉ huy tham mưu kỹ thuật, đề nghị hội nghị gây đẹp chào mừng. Đặc biệt hội nghị của chúng ta về việc hoan nghênh sự có mặt của gần 200 hội viên hội đồng quân bộ tư tổng kỹ thuật đã không quản ngại đường xa, tuổi cao sức kém, thời tiết oi bức đã về dự họp hôm nay thì chúng ta đây là hoan nghênh. Hội quân sự đã tập trung nhân lực, dành nhiều thời gian để đăng cai địa điểm và giúp đỡ hội đồng đội của tham mưu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại tá Mai Quang Huy, phó giám đốc học viện quân sự lên phát biểu chào mừng đề nghị. Kính thưa đồng chí thiếu tướng Trương Quang Khánh, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa đồng chí thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, phó chủ nhiệm tham mưu trưởng tổng cục kỹ thuật. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý tổng cục kỹ thuật cùng toàn thể các đồng chí trong hội đồng đội tham mưu tổng cục kỹ thuật. Hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt hôm nay
ngày 10 tháng 9 năm 2023 đúng là ngày kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống của Tổng cục Kỹ thuật. Học viện Kỹ thuật Quân sự rất vinh dự được lựa chọn làm địa điểm để tổ chức gặp mặt truyền thống Hội đồng đội Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật năm 2023. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc học viện cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan binh sĩ toàn học viện được xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý tới Hội đồng đội của Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng nhất và lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Tổng cục Kỹ thuật nói chung, Bộ Tham mưu nói riêng là hai cơ quan đơn vị có mối quan hệ truyền thống hết sức đặc biệt. Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan quản lý kỹ thuật đầu ngành của Bộ Quốc phòng, có chức năng tổ chức quản lý, nghiên cứu bảo đảm vũ khí và phương tiện trang bị kỹ thuật chiến đấu cho các quân binh chủng trong và các đơn vị trong toàn quân. Hôm nay cũng đúng là ngày kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống của Tổng cục Kỹ thuật và của Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật, một ngày có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật. Trải qua 49 năm xây dựng, chiến đấu, bảo đảm và trưởng thành, từ những ngày thành lập, Tổng cục Kỹ thuật cùng toàn quân, toàn dân tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp đến, nhiệm vụ tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cho đến khi được chấn chỉnh kiện toàn tổ chức bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Dù bất kỳ thời điểm nào, nhiệm vụ nào trong những năm qua, Tổng cục Kỹ thuật nói chung và Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật nói riêng luôn phát huy truyền thống phấn đấu vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây đắp, giữ gìn và phát huy truyền thống chủ động sáng tạo, tự lực tự cường của đơn vị. Những năm qua, mối quan hệ giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và Tổng cục Kỹ thuật nói chung, Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật nói riêng tiếp tục có những bước phát triển mới. Học viện luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện giúp đỡ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Tổng cục Kỹ thuật, góp ý phối hợp trong xây dựng hoàn thiện các chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cũng như xây dựng và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ cao cấp. Đặc biệt, ngày 17 tháng 12 năm 2020, hai đơn vị đã ký kết chương trình quy chế phối hợp chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ bảo đảm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đội. Thưa toàn thể các đồng chí, để các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí ở đây có thể hiểu rõ và biết thêm thông tin về Học viện Kỹ thuật Quân sự, tôi xin phép được giới thiệu một số thông tin về Học viện Kỹ thuật Quân sự. Những nghiên cứu cơ bản: 31 đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, 33 đề tài do các bộ ngành địa phương là đầu tư, 52 đề tài của Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật và sự tin tưởng của Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật đã lựa chọn học viện làm địa điểm để tổ chức chương trình gặp mặt của Hội đồng đội. Kính chúc các đồng chí đại biểu, quý khách cùng toàn thể các đồng chí trong Hội đồng đội Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cho buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa Thượng tướng Trương Quốc Khánh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật. Kính thưa Đại tá Mai Quang Huy, Phó Giám đốc Học viện Quân sự. Kính thưa các đồng chí nguyên Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng Bộ Tham mưu qua các thời kỳ. Kính thưa các đồng chí đại biểu và thưa toàn thể các bác, các anh, chị em, hội viên của đồng đội Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật. Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2023, vừa tròn 40 năm ngày thành lập Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Hội đồng đội Bộ Tham mưu chúng ta có mặt tại đây trong sự kiện gặp mặt truyền thống hàng năm. Với sự đông đủ các vị khách quý và hội viên, tôi xin chân thành cảm ơn Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn thay mặt Thủ trưởng Tổng cục, Đại tá Mai Quang Huy thay mặt Ban giám đốc Học viện Quân sự, cảm ơn Thượng tướng Trương Quốc Khánh và các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Chính ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật qua các thời kỳ
đã nhận lời và về dự gặp mặt cùng hội đồng đội tham mưu ngày hôm nay. Đặc biệt, tôi xin chào mừng Thiếu tướng Phan Thái, nguyên Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng, nguyên trưởng ban liên lạc đầu tiên trong nhiều năm của hội. Mặc dù đã 96 tuổi, sức khỏe có nhiều giảm sút, song cũng đã rất cố gắng về dự cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Tôi xin được chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, vui tươi và thành công trong cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và các cơ quan Học viện Kỹ quân sự đã tạo nhiều điều kiện đăng cai để buổi gặp mặt của chúng ta diễn ra đúng kế hoạch ngày hôm nay. Cảm ơn những lời nói tốt đẹp và những lời chúc chân tình của đồng chí Phó Giám đốc Học viện đối với hội đồng đội chúng tôi. Xin chúc đồng chí Phó Giám đốc Học viện, các đồng chí đại diện các cơ quan Học viện sức khỏe, thành công trong sự nghiệp đào tạo của cán bộ trong ngành kỹ thuật quân đội nhân dân Việt Nam. Thay mặt thường trực Ban liên lạc hội đồng đội Bộ tham mưu, tôi xin được báo cáo về những hoạt động chính của hội trong một năm qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới đây. Kính thưa Bộ trưởng, các đồng chí, trong cái năm 2023 thì hội đồng đội của các cái cơ quan của tổng cục cũng đã tổ chức, như ngày hôm qua thì thủ trưởng Anh Tuấn, thủ trưởng Thám, các thủ trưởng Nguyên, thủ trưởng tổng cục và cục chính trị cũng được ban liên lạc tuyên trị mời tại trang của năm 7. Thì hôm nay thì cũng ngày 10, ngày truyền thống tổng cục, ngày truyền thống của tham mưu. Đầu tiên là thay mặt cho đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cục xin trân trọng cảm ơn thường vụ đảng ủy và giám đốc học viện quân sự đã tạo điều kiện để cái sân của cái là ban liên lạc tham mưu. Để tôi được biết là khi mà thủ trưởng trong ban liên lạc đặt vấn đề mà xin phép thủ trưởng đồng chí để làm sao tình đàm ở cái đoạn 15 thì đang hoàn thiện, đang sơ nốt, vừa rồi khi kiểm tra thì đang sơ nốt cái phòng, các cái phòng chức năng, nên là cũng ở đấy thì rất là vui và báo nó rất là mới. Tuy nhiên là góc độ riêng và góc độ chung lúc này và rất phấn khởi là một tham mưu và tổng cục kỹ thuật xin trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên thủ trưởng tổng cục, nguyên thủ trưởng phòng tham mưu, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của tham mưu đã không nên là để mồ hôi và công sức, đặc biệt là các bác các anh mà đã ghi sâu số trước là đã ra đi, xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin lĩnh hội và tất cả những ý kiến và các đồng chí mà có biểu trong cái ban liên lạc và những cái gì mà tới để phối hợp hiệp đồng để tổ chức cái kỷ niệm thì chúng tôi sẵn sàng sẽ có cái báo cáo về cái ban liên lạc đối với các đồng chí để thực hiện được đó. Nhân dịp này thì thay mặt cho thủ trưởng Bộ tham mưu xin kính chúc các đồng chí nguyên thủ trưởng tổng cục, thủ trưởng Bộ tham mưu, nguyên thủ trưởng tham mưu và kính các đồng chí trong ban liên lạc cứ sức khỏe, hạnh phúc và thành công và muôn lời của đại tướng Quan Giáp là gặp nhau đây là vui lắm rồi. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Nhân dịp này thì thường vụ đảng ủy cũng trân trọng mời các đồng chí. Thay mặt cho hội đồng đội của tham mưu tổng cục kỹ thuật, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, phó chủ nhiệm tham mưu trưởng tổng cục kỹ thuật đã thay mặt thủ trưởng tổng cục kỹ thuật, thủ trưởng tổng tham mưu đến dự phát biểu và thông tin cho hội nghị về những hoạt động của tổng cục kỹ thuật của tham mưu trong thời gian qua. Chúng tôi cảm nhận được dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, thủ trưởng tổng cục kỹ thuật, đảng ủy thủ trưởng bộ tham mưu, cơ quan bộ tham mưu đã đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt cả ba chức năng là tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo công tác kỹ thuật, công tác tham mưu kỹ thuật toàn quân và chỉ huy phối trực thuộc. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cả với hội đồng đội tham mưu tổng cục của chúng tôi kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục quan tâm đến hoạt động của những người đã có những năm tháng làm việc trong đội hình của tham mưu các thời kỳ. Xin chân thành cảm ơn.
tổ 10 là tổ khoa học quân sự và tạp chí. Xin nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và tất cả các hội viên đã có mặt đông đủ hôm nay, và xin chúc sức khỏe tất cả các đồng chí. Chào tất cả các đồng chí. Vì dốc quá mà đông quá nên không biết là những ai như thế nào, cho nên là chỉ xin chào các đồng chí thôi. Cần đi không phải cho. Hôm nay tôi đến đây là cũng mục đích có lẽ là cuối thôi. Đến để gặp được các đồng chí. Tôi nghĩ như thế. Cho nên là cố gắng hôm nay phải đến để phát biểu một vài ý kiến với các đồng chí. Thôi, bởi vì tôi thì các đồng chí vẫn cứ bầu là thế thì trong 11 liệt sĩ thì có 2 liệt sĩ là nguyên là sĩ quan của phòng kế hoạch tổng hợp, từ thời Phan Thái là tham mưu trưởng ấy, anh Viện với lại anh Hải. Qua các thời kỳ chống quân xâm lược và bảo vệ tổ quốc, có con là sĩ quan của bộ công tác tài vụ tham mưu, cụ thể là liệt sĩ Hoàng Ngọc Đức Truyện là bố của đại tá Hoàng Đình Trung, nguyên là trưởng phòng cơ yếu tham mưu. Liệt sĩ Lê Học Sĩ, bố của đại tá Lê Hồng Minh, nguyên là trưởng phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng của bộ tham mưu. Liệt sĩ Vũ Đức Tâm, bố của đồng chí Võ Thuần Quý, là cán bộ phòng máy chính của tham mưu. Liệt sĩ Hoàng Văn Lư, bố đồng chí Hoàng Đức Hạnh, là trung tâm huấn luyện 334 của tham mưu. Liệt sĩ Chu Khoa Lưu là bố đồng chí Chu Thị Nga, là tiểu đoàn thông tin 18. Liệt sĩ Nguyễn Văn Di, bố thượng tá Nguyễn Quang Vinh, là cán bộ của trung tâm kiểm định kỹ thuật sản phẩm quân đội. Và liệt sĩ Nguyễn Kim Tín là bố đồng chí Nguyễn Kim Thân, là cán bộ của tạp chí phòng tạp chí kỹ thuật và trang bị của cục. Chúng tôi như là nói chung tất cả anh em của đồng đội rất là trân trọng và ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, và thế hệ con cháu sau này cũng trở thành sĩ quan công tác tại bộ tham mưu, và giờ đây là cũng là hội viên chính thức của hội đồng đội rồi. Thế có một cái món quà chiên về giá trị vật chất thì nó rất bé, nhưng mà nó thể hiện tấm lòng của hội với các gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồng đội ơi tôi nhớ những lối đường đã đi, nhưng nghèo xa chưa tới, nghe bước chân thầm thì. Đồng đội ơi tôi nhớ cánh rừng nào bom rơi, thân cây nào chùi lá tạc sáng lên nền trời. Đồng đội ơi tôi nhớ biết tìm đâu ra người, ai lẫn cùng cát bụi quân bóng nào xa xôi. Đồng đội ơi tôi nhớ chiến tranh quá lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi. Đồng đội ơi tôi nhớ biết tìm đâu ra người, ai lẫn cùng cát bụi quân bóng nào xa xôi. Đồng đội ơi tôi nhớ chiến tranh quá lâu rồi, lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi. Lòng vẫn thầm thì gọi đồng đội, đồng đội ơi.